Sao? Hôm nay đi chơi vui không người đẹp? Vui chứ em. Có ạ, mỗi lần chơi vui một kiểu. Hay là đã vui rồi thì vui tới bến luôn đi. Còn gì vui hơn mà em chưa thử đã hả anh? Còn chuyện ấy nè em ạ. Có thích cái xe này không? Đi đi, rồi mai về anh cho mà đi học. Có nhìn được con điện thoại này không? Đi đi, để mai anh cho luôn. Đi thôi anh. Chiến tiếp anh em ơi. Quay lên đây. Đi thôi. Vâng ạ, chị là chị Nhi ạ. Sao em biết? Chị xinh đẹp nổi tiếng, cả trường ai mà chả biết ạ. Thì có muốn xinh đẹp như chị không? Hôm nào mời chị bữa cà phê, chị chỉ cho cách làm đẹp nhá. Mà em xinh như thế này á, mà làm đẹp cho chị là xinh hơn chị đấy. Thôi chị đùa đấy, thế hôm nào rảnh thì chị mời đi cà phê nhá. Sau khi làm quen, Nhi mời Hiền và Trinh là chị họ của Hiền đi cà phê, tư vấn cách làm đẹp, chọn mỹ phẩm, khiến hai cô gái trẻ rất vui. Ồ, đẹp thì đẹp thật đấy chị ạ. Đắt thế này thì làm sao bọn em mua được? Thế phải làm thế nào hả chị? Làm thế nào thì từ từ chị sẽ chỉ cho các em. Trước chị cũng như bọn em thôi, nhưng sau đó chị có cách tự mình kiếm tiền, tự mình hưởng, chẳng phải lo gì cả. Thế cách gì hả chị? Từ từ rồi chị sẽ chỉ cho. Nhưng mà hai đứa có thích không? Vâng có ạ, bọn em thích lắm ạ. Được rồi, mai chị sẽ mua cho hai đứa ít mỹ phẩm dùng thử xem là có xinh hơn không. Em có thích, mai chị mua cho em nhé.
Này Hiền. Gì vậy chị? Dạ, ngồi xuống đây. Gì vậy? Chị Nhi thì xinh đẹp thật đấy, nhưng chỉ mải chơi, chẳng chú tâm học hành gì cả. Em chơi với chị ý thì chừng mực thôi, đừng để ảnh hưởng đến việc học nhá. Chị đừng lo, chị Nhi tốt mà. Chả qua, chị không chơi cùng nên chị không biết thôi. Chị nói em phải nghe chứ. Chị xem này, chị mua cái bao nhiêu quần áo đẹp, có gì là không tốt? Cái này hở quá, không được. Trời ạ, thế này có gì đâu, chị lắm chuyện. Từ ngày quen Nhi, Hiền học hành chảnh mạng, thường xuyên hẹn hò, đi chơi về khuya. Hiền thường hay có điện thoại và ra khỏi nhà đột xuất. Trình lo lắng, gặng hỏi nhưng Hiền không trả lời. Vì vậy, vào một buổi tối, khi Hiền ra khỏi nhà, Trình quyết định. Sợ cái gì mà sợ? Yêu chứ có làm gì đâu mà sợ. Em nhìn chị đi, cũng ở quê lên, chân ướt chân ráo, còn bị cái bọn con gái có mắt thủ đô nó nhìn nó khinh khỉnh. Nhưng chỉ nửa năm thôi, chị đã thay đổi cục diện rồi. Bây giờ em nhìn chị có khác gì bà Hoàng không? Chẳng có đứa con gái thủ đô nào trong trường bằng chị cả. Biết một lần bao nhiêu tiền không? Tiền triệu đấy. Một lần của em nhá, bằng cả tháng tiền mẹ em cho em đấy. Chưa kể nếu em dụ được bạn gái nào đi làm thì còn được hưởng phần trăm nữa cơ mà. Chỉ để em suy nghĩ đã. Nghĩ gì mà nghĩ, thời gian của các ông hoàng thì có hạn, còn chờ bà nghĩ nữa à? Thôi, nếu như em sợ thì chị sẽ cho em gặp người quen của chị trước. Đi. Nghe lời dụ dỗ của Nhi, Hiền hơi sợ, nhưng thấy số tiền hấp dẫn nên quyết định đi khách.